Chào các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái lượng từ mà thường dùng trong tiếng Trung, cũng chỉ là một vài lượng từ thôi. Tôi chưa không thể kể hết được. Có thể sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong học tập. Ngoài ra các bạn có thể lên các diễn đàn hoặc trang web trên mạng tìm và hỏi thêm. Thì trước tiên là lượng từ trang. Trang. Trang như là lượng từ dùng cho giấy, da, tờ, tấm, bức, dụng lý chữ, thế sưu tập. Thứ nhất là y trang chữ, y trang chữ, y trang chữ có nghĩa là một tờ giấy, một trang giấy, một tờ giấy, thì sẽ là y trang chữ. Một tờ giấy, lượng từ của giấy là một trang chữ. Và tiếp theo là y trang họa. Y trang họa gọi là, mình sẽ nói lẻ trang họa. Lẻ trang họa là hai bức tranh, hai bức tranh, bức tranh vẽ lẻ trang họa. Sứ trang phí dự, sứ trang phí dự gọi là 10 tấm da. Sứ trang phí dự, sứ trang là 10 tấm, phí dự là 10 tấm, phí dự có nghĩa là cái da đấy. Tiếp theo là san trang thiết bản, san trang thiết bản, thiết bản có nghĩa là cái tấm thép, tấm sắt. San trang thiết bản là ba tấm sắt. Tiếp theo là lượng từ dùng cho cái bàn, ghế, cái. Dụng ý choáng, chua sự tẩm, dùng cho cái giường và bàn. Y trang choáng là một cái giường, y trang choáng có nghĩa là một cái giường, một chiếc giường hay một cái giường. Y trang choáng, một cái giường. Tiếp theo là sự trang chua dự, sự trang chua dự, sự trang chua dự có nghĩa là bốn bốn cái bàn, bốn chiếc bàn, bàn bàn ăn, bàn học của mình gọi là chua dự đấy. Chi trang lý, bảy cái cày, cày ruộng, ra đa phần là cày máy. Tiếp theo này, lượng từ dùng cho cái miệng, mặt hay là cái gương. Dùng ý chảy, chảy vào miệng, lèn lèn liễn mặt. Lèn trang chảy, lèn trang chảy có nghĩa là hai cái miệng, lèn trang chảy hai cái miệng. Y trang lèn một gương mặt. Y trang lèn có nghĩa là một gương mặt, mặt mình đấy. Tiếp theo là lượng từ dùng cho cái cung nỏ, cây, nên dùng ý cung, gọi dùng ý cung đấy. Y trang cung, một cái cung, một cây cung hay một cái cung đấy. Lượng từ của cái cung. Tiếp theo là bả, bả cây, con này, chiếc, dùng cho những vật có tay cầm, có cán. Dùng ý dùng bả sở tật chi trị, dùng ý dùng bả bả sở tật chi trị có nghĩa là dùng cho những binh khí, những vật có tay cầm này. Y bả tao, y bả tao có một con dao. Y bả tao, y bả tao là một con dao. Y bả hú chá, y bả hú chá là một chiếc ấm trà hay một cái ấm trà. Y bả hú chá. Y bả san dự, y bả san dự cũng là một cây quạt, quạt. Y bả san dự. Tiếp theo là vốc hay là nắm. Y sầu choa chỉ là ta su lẹ, có nghĩa là dùng tay bốc lên cái số lượng mà dùng tay bốc lên. Y bả mì là một vốc gạo, một bốc gạo. Y bả mì. Y bả chín sải là một nắm rau hẹ, nắm rau. Tiếp theo tí chút dùng cho sự vật trừu tượng, dùng ý mối xe chấu xem thật sư vụ cũng là dùng cho một sự vật trừu tượng, ví dụ như là y bà nhắn chị tí tuổi đầu, y bà nhắn chị có tí tuổi đầu. Chai cha bà chị, cha bà chị, cha bà chị là một cố gắng một chút, cha bà chị. Tiếp theo là cái phát dùng cho động tác của tay, dùng ý sở tự tung ruộng có dùng cho động tác tay. La thay bà, kéo anh ta một cái. La thay bà, kéo anh ta một cái. Tiếp theo lượng từ cưa. Cưa, cái, con, quả, trái, trước danh từ. Chú ý mấy giờ cho nhung làm sứ tạo mình sứ. Dù xe mình sứ chú lợi cho nhung. Dùng cho nhung làm sứ chứ ngoại, để nắng dụng cửa.
san cấp hình của 3 quả táo, 3 trái táo san cấp hình của y cơ lý xẻng, một cái lý tưởng, một lý tưởng y cơ lý xẻng. Lẻ cơ sinh chi 2 tuần, lẻ cơ sinh chi 2 tuần. Tiếp theo là cách nhau dùng số ước. Dùng ví yue su chén mẹ, ước số. Ví dụ như là cơ lẻ Yeah, chào cơ lẻ lẻ san sợi. Cơ lẻ Yeah, bố cua cha lẻ san sợi. Anh em cách nhau 2-3 tuổi thôi. Tiếp theo dùng sau động từ này. Dùng ý tai pi nhỉ ta tổng sử hôm em. Có thể dùng sau động từ. Có tân ngữ ấy. Dấu biểu sư tổng chua. Dấu biểu sư tổng lẻ. Ta tổng chua dung. Chuyển lại bù nâng dung. Cứ tây cơ tì phang. Để dùng cứ riêng che cơ mẹ. Số cơ hoa. Này là gặp mặt nói chuyện này. Chèn cơ mẹ, số cơ hoa. Biểu thị thôi. Tiếp theo dùng giữa động từ và bổ ngữ tân ngữ mang chính chất tân ngữ. Tự như chưa có bảo ăn cho no, chưa có bảo quán cái thông khoai chơi vui vẻ. Xeo cơ bơ thỉnh, xeo cơ bơ thỉnh, cười mãi, cười cho đã. Xeo dì xeo cơ bơ thỉnh, mưa mãi, mưa hoài. Tá xảo, xảo tớ cửa can can chinh chinh, xảo tớ can can chinh chinh, xảo tớ cửa can can chinh chinh, cửa quen, sạch sẽ, sạch sành xanh. Tiếp theo lượng từ bao, gói túi bọc, dụng ý. Chống bao tờ túng gì cũng là những đồ đã được bọc. Lèo bao tà mì, 2 bao gạo. Y bao y phụ, bọc quần áo. Tiếp theo lượng từ kiện. Chiếc cái, lèo sứ dùng ý. Thỉ u, thỉ sư u. Cơ thỉ, dùng ý cơ thỉ sư u. Sự vật, cơ thể. Ý chen sự một công việc. Lẻng trang y phụ, lẻng trang quần áo. Tiếp theo động từ cân, chiếc cái. Cân là chiếc cái. Cân là chiếc cái. Động từ dùng cho cái vật nhỏ. Ví dụ như là dùng ví xì trắng và tông xì, cái vật dài và nhỏ. Lẻng cân khoản sự, 2 chiếc đũa. Ý cân gú phân can quản. Một ống thép liền, bộ phận là không có kẽ hở đấy. Tiếp theo từ chuyển, từ quyển cuộn gói. Dùng ý chấn chuyển và tung xì có nghĩa là dùng cho những tập mà thành cuộn. Ý chuyển chữ một cuộn giấy, ý chuyển chữ một cuộn giấy, ý chuyển thu cạn một cuộn chăn màn. Tiếp theo là chữ đôi cặp dùng cho những vật ghép thành đôi. Dụng ý mẫu xia chấn tuổi tại tung xị tẩy cưa. Như là lẻng chữ ở tua hai cái tay, lẻng chữ ở tua là hai cái tay đấy, lẻng chữ sổ hai cái tay đôi tay đấy. Dùng con với động vật thì dùng ý tung tua chữ phê chín chậu sâu. Dùng những cái vật ví như là một con gà này, y chữ chi này, một con gà này, đẻ chữ thụ chữ, đẻ chữ thụ chữ là hai con thỏ. Tiếp theo chiếc cái dùng đồ vật gỗ, dùng ý mẫu xia chỉ trị, y chữ trang dự một cái vali, một cái hòm, một cái dương. Chiếc dùng cho con thuyền bè, dùng ý choán chữ, y chữ xẻo châu, y chữ xẻo choán. Chưa xẻo choán một chiếc thuyền nhỏ con ấy. Tiếp theo khoai tấm bánh mảnh thỏi chiếc miếng cục tảng lượng từ lượng đồ vật có hình miếng tấm. Dùng ý khoai choang hộ mẫu xia phiang choang và tung xị. Ví dụ như là lẻ khoai xiang xiang dọ, lẻ khoai xiang dọ hai cái bánh xà phòng.
Son khoai số bẻo ba cái đồng hồ, son khoai, chú bụ là khăn trải bàn, ba tấm khăn trải bàn. Ý khoai sư yên thiến, sư yên thiến, thiến là điền ruộng, một mảnh ruộng thử nghiệm. Tiếp theo là lượng từ của đợt tờ hay là đồng, lượng từ của tiền đồng bạc, của tiền giấy. Như ý dín bị của trật trừ bị tầng ý duyên. Duyên. Viết bị lỗi này. San khoai chén, ba đồng tiền. Tiếp theo từ bản cuốn. Vở, quyển, tập, dùng cho sách vở. Ví dụ như xu chí, vó sữa này, u bản xu, u bản xu này, năm quyển sách này. Vở, bản dùng trong kịch này, ví dụ như si trị này, thấu bản si dấu chị, thấu bản si dấu chữ là bản đầu tiên của Tây Du Ký, dùng cho bộ phim dài nhiều tập, ví dụ như ý định tráng tụ tập phim, hiện tây ảnh phim, trên bộ điện ảnh. Sự bản, trên bộ điện ảnh sự bộ phim này, sự bản, sự bản, 14 tập. Tiếp theo chạm, chậm, cuộn, cuộc cơn, đợt, lượng từ dùng để chỉ số sẽ xảy ra. Leo sử dụng ý sự chính, ý chính của, chính của đã từng trải qua. Ý chẳng ta hủy, một trận mưa lớn. Ý chẳng ta chạm, một trận đại chiến, trận chiến lớn. Lượng từ chủng là loại. Vèo sư chủng lệnh, dùng ý rấn hứa. Rấn, vụ sư vụ. Đấy. Dùng cho người vật. Chơi chủng lớn loại người này, lém chủng lớn hai loại người. Cơ chủng chính khoang là các loại hoàn cảnh, các loại hoàn cảnh. Trí hoa tạo yến sữa hiểu háo chí chủng. Đấy, hoa cúc có rất là nhiều loại hoa. Và mình hướng dẫn các bạn một số những cái từ, chắc là còn nhiều từ mà trong này chưa có hoặc là còn thiếu sót ấy. Các bạn có thể bổ sung thêm, có rất là nhiều, gần 200 lượng từ thường dùng, đây chỉ là một số nhỏ thôi. Chào các bạn nhé, chúc các bạn học thành công.